sinh sốc, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời. Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời đã khiến khán giả ngỡ ngàng. Mới đây, quản lý của anh Chí Tài đã thông báo tin buồn, nam nghệ sĩ vừa qua đời, nguyên nhân do đột quỵ sau khi chạy bộ thể dục ở khu chung cư. Hiện tại, thông tin này đang khiến nhiều khán giả hoang mang và đau buồn, bởi trước đó nghệ sĩ Chí Tài không có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe. Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958, là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, được đông đảo công chúng yêu mến. Trước khi trở thành danh hài, Chí Tài từng là nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Được biết, trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài đang điều trị bệnh tiểu đường nhưng sức khỏe vẫn ổn định, tập thể dục đều đặn và tham gia công việc. Bà xã của Chí Tài là Phương Loan, hiện cô đang ở Mỹ. Khán giả và đồng nghiệp đang rất bàng hoàng, chưa thể tin được là Chí Tài đã thật sự qua đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới.